Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh MyBitcoin. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tham gia vào kênh drop đến từ dự án là Bitcoin Green nhận token BGN nha các bạn. Thì hiện tại thì dự án Bitcoin Green này nó đang có chương trình airdrop, đó là ăn chia 2 triệu token BGN. Thì vào khoảng còn khoảng thời gian khoảng là 19 ngày nữa nó sẽ kết thúc, và đây là airdrop round 1 nha. Thì đối với airdrop round 1 thì chắc chắn thì nó sẽ còn những cái airdrop khác như round 2, round 3 đó nha. Thì airdrop này nó sẽ kết thúc vào ngày 30 của Star Now Tiêu. Như vậy là airdrop này nó sẽ có 4 round nha các bạn. Thì ở round 1 này chúng ta sẽ ăn chia là 2 triệu token BGN. Ok, thì các bạn khi mà các bạn tham gia thì các bạn sẽ nhận được là 25 token BGN. Và thời gian nó sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 8, và nó sẽ phân phối cho chúng ta vào từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 14 tháng 9 nha. Ok, thì tham gia vào cái này của nó cũng đơn giản thôi các bạn. Ok, thì cái việc đầu tiên của các bạn cần làm là các bạn cần phải tạo một cái ví. Thì đây là một cái mạng lưới riêng của cái dự án này nha các bạn. Thì nó gọi là coin nha. Những con nào mà có mạng lưới riêng thì chúng ta gọi là coin. Ok, thì cái việc đầu tiên của các bạn cần làm đó là tạo một cái ví, đó là wallet.btcgreen.org. Các bạn vào link đầu tiên dưới phần mô tả video, nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này. Tiếp theo đó thì đối với bạn nào mà nếu mà nó hiện ra cái những cái tiếng khác á, thì các bạn chọn vào phần language này nè. Các bạn nhấn vào, các bạn chuyển sang English, tiếng Anh cho dễ sử dụng nhé. Nó cũng có tiếng Việt rồi các bạn. Ok, thì ở trong phần này thì các bạn chọn cho mình qua cái dòng đó là Credit Account. Có nghĩa là chúng ta là tạo một cái quý. Thì để tạo quý thì các bạn điền lại email giúp mình. Đó, các bạn điền lại cái email của các bạn ở phần này. Ok, sau đó thì ở dưới đây là mật khẩu, thì các bạn tạo cho mình một cái mật khẩu, và dưới đây thì các bạn nhập lại mật khẩu giúp mình. Sau đó thì các bạn xác thực captcha. Rồi các bạn nhấn nút sign up thôi. Thì sau khi các bạn nhấn vào nút sign up xong thì các bạn chọn login giúp mình luôn nhé. Các bạn login vào giúp mình của các bạn luôn. Các bạn login vào. Thì sau khi các bạn login xong ấy. Sau khi các bạn login xong thì nó sẽ có cái giao diện như thế này. Và bước tiếp theo đó thì ở phần chỗ address này, thì sau khi các bạn login vào á thì các bạn sẽ không có địa chỉ quý đâu nhé. Thì cái việc đầu tiên sau khi các bạn login vào thì các bạn nhấn vào nút get a new address nhé. Các bạn nhấn vào cái dòng màu xanh này này, get a new address. Thì sau khi các bạn nhấn vào nút get a new address xong á thì nó sẽ cho các bạn một cái địa chỉ quý, nó sẽ tạo tự động tạo cho các bạn là một cái địa chỉ quý nhé. Ok, thì các bạn chỉ cần nhấn vào một lần thôi nhé. Các bạn nhấn vào một lần thôi thì nó sẽ tạo cho các bạn vào làm một cái địa chỉ ví. Như vậy là các bạn đã hoàn thành tạo xong một cái ví. Và bước tiếp theo đó thì các bạn cần phải đăng ký một cái tài khoản ở trên trang web Freesale của họ nữa, để chúng ta là lấy cái UID nha. Ok, thì ở phần thì tiếp theo đó thì các bạn vào link thứ hai dưới phần mô tả video là cái trang đó là freesale.btcgreen.org này. Thì ở phần này thì các bạn nhấn vào nút sign up. Sau đó thì các bạn tạo cho mình điền lại tên của các bạn thôi. Tiếp theo đó là email, thì các bạn tạo cái email giống với cái email bên cái quý của các bạn ấy nhé. Sau đó là mật khẩu, thì các bạn tạo cho mình một cái mật khẩu nhé. Dưới đây thì các bạn nhập lại mật khẩu giúp mình. Sau đó các bạn tích vào ô đồng ý với điều khoản của trang. Sau đó các bạn nhấn nút Create Account. Ok, sau đó thì các bạn vào, nó sẽ gửi cho các bạn một cái link về email. Các bạn vào bên trong email, các bạn xác minh email nhé. Thì bên trong email có tên nó là Bitcoin Green. Các bạn nhấn qua. Sau đó thì các bạn nhấn nút confirm email address. Ok, tiếp theo đó sau khi các bạn confirm xong thì các bạn nhấn nút sign in. Ok, rồi các bạn login luôn giúp mình nhé. Các bạn nhấn nút sign in. Login luôn. Sau khi các bạn login xong thì nó sẽ có cái giao diện như thế này. Thì đây là cái trang pre-sale của họ thôi. Tiếp theo đó thì các bạn cần phải add cái địa chỉ quý của các bạn. Ok. Thì để add thì trong cái trang này thì các bạn nhìn ở bên phần do account status này này, nó sẽ có cái dòng là recent wallet. Thì các bạn nhấn vào nút add giờ nha. Ok, thì cái việc đầu tiên để add cái địa chỉ quý thì các bạn quay trở lại với cái quý của họ, cái quý mà cái ở link thứ nhất các bạn tạo, ở link thứ nhất á, các bạn copy lại cái địa chỉ quý giúp mình nha. Ok, các bạn copy lại cái địa chỉ quý này giúp mình. Sao chép lại, sau đó các bạn quay trở lại với cái trang này. Thì ở phần reset wallet này nó sẽ có một giờ, các bạn nhấn vào nút add giờ này.
Rồi các bạn nhấn cái dán cái địa chỉ ví của các bạn vào thôi. Sau đó các bạn nhấn nút Add Wallet. Ok. Thì sau khi các bạn add xong thì cái địa chỉ ví của các bạn nó sẽ hiện ra ở đây nhé. Các bạn nào muốn sửa thì có thể là nhấn vào nút Exit rồi các bạn sửa thôi. Tiếp theo đó thì sau khi các bạn đã tạo xong rồi thì bây giờ các bạn vào link thứ ba dưới phần mô tả video, các bạn mở cái link Glim của họ ra giúp mình. Thì trên link Glim thì cái việc đầu tiên thì các bạn nhấn vào đây, các bạn nhấn nút Open thì cái trang này là trang của họ hướng dẫn thôi. Các bạn nhấn vào rồi các bạn nhấn nút Continue nha. Tiếp theo đó thì What your BGN wallet address thì các bạn nhấn vào, các bạn điền lại cái địa chỉ ví của các bạn. Thì các bạn quay trở lại với cái ví, các bạn copy lại cái địa chỉ ví của các bạn. Sao chép này. Nhá, cái địa chỉ ví. Sau đó các bạn dán vào cái mục đó là What your BGN wallet address, các bạn dán vào đây. Cái địa chỉ ví của các bạn. Sau đó các bạn nhấn vào Continue. Tiếp theo đó thì nó hỏi yêu cầu, nó hỏi chúng ta đó là OED ở trên trang free sale của bạn là gì. Thì các bạn quay trở lại với cái trang free sale nhá, cái OED. Thì ở trên trang free sale ấy, các bạn nhấn vào cái hình avatar của các bạn này, nhấn vào hình ông người này, một profile ấy các bạn. Và nhấn vào thì nó sẽ hiện ra cái UD của các bạn này nhá, nó sẽ hiện ở dưới cái email của các bạn á, nó sẽ hiện ra là cái dãy số UD của các bạn. Thì ở phần này thì các bạn chỉ cần copy lại thôi, các bạn copy lại cái dãy số này nhá. Đây cái dãy số này nè. Các bạn copy lại cái dãy số là UD kèm với cái ai này, kèm với cái dãy số của bạn, các bạn copy lại hết cái dòng này giúp mình. Sau đó các bạn quay trở lại với trang Glim, các bạn dán vào đây. Sau đó các bạn nhấn nút Continue. Ok, tiếp theo đó thì làm cái nhiệm vụ mạng xã hội thôi. Các bạn tiếp tục đó là follow từ Twitter, các bạn nhấn vào. Các bạn nhấn nút follow. Thôi sao cái trang của mình nó tự thoát ra ta? Ok thì các bạn cứ nhấn vào nút follow giúp mình nha. Rồi mình tới mình đăng nhập cái nha các bạn. Ok, trên từ Twitter của họ các bạn nhấn nút follow này. Sau đó các bạn quay trở lại, các bạn nhấn nút continue thôi. Tiếp theo đó là join Telegram, các bạn nhấn vào. Các bạn nhấn nút join channel của họ. Sau đó các bạn quay trở lại, các bạn nhấn nút continue. Tiếp theo đó là join vào kênh channel group của họ. Join này. Quay trở lại. Các bạn nhấn vào nút continue. Ok, tiếp theo đó là nhiệm vụ tùy chọn. Thì đây là nhiệm vụ tùy chọn đối với bạn nào mà làm video như mình đấy nhá. Đối với bạn nào mà làm video như mình thì có thể là copy lại cái link video ở trên YouTube của các bạn rồi các bạn dán vào đây thôi nhá. Rồi các bạn dán vào đây là xong. Ok, còn hoặc là các bạn có thể là đi lên các bạn lên YouTube á, các bạn search ra, hoặc là các bạn có thể là lấy cái link video của mình các bạn khai báo cũng được nhá. Hoặc là các bạn có thể là lấy cái link video của những người khác. Các bạn chỉ cần lên YouTube với các bạn search cho mình đó là Bitcoin Grimmin này nhá. Bitcoin Grimmin đấy. Rồi các bạn ra search trên YouTube á, nó sẽ ra những cái video mà người ta hướng dẫn, rồi các bạn copy lại cái link video đó thôi, rồi các bạn dán vào đây là xong. Ok, tiếp theo đó thì ở phần cuối cùng đó là các bạn nhấn vào đây thì mỗi ngày các bạn sẽ nhận được là một entry. Và tiếp theo đó là Red Pro thì đây là link Red thôi nhá. Bạn nào muốn đi giới thiệu bạn bè thì có thể là copy lại cái link Red đi giới thiệu bạn bè. Ok, cứ mỗi một entry là được một token BGN thôi nha các bạn. Thì sau khi các bạn làm hết thì các bạn sẽ nhận được là 26 entry, có nghĩa là 26 token BGN nhé. Ok thì như vậy là cái video mình hướng dẫn mọi người tham gia vào cái unwrap đến từ dự án Bitcoin Green nhận token BGN ở round 1 đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn các bạn ở video tiếp theo.